Lan Ngọc đăng ảnh Running Man thế nào mà netizen chỉ chú ý đến vị trí ngồi thân mật của Karis? Nhiều khán giả của Running Man Việt Nam đang tích cực đẩy thuyền cho Karis, Lan Ngọc. Running Man, Thúy Ngân phản ứng thế nào khi bị chê bạo lực, là gà cưng của nhà sản xuất nên chèn ép Lan Ngọc? Đọc ngay. Sau khi tập 6 của Running Man Việt Nam 2021, chơi là chạy lên sóng, mối quan hệ của Thúy Ngân, Lan Ngọc bất ngờ bị mang ra bàn tán. Cụ thể, nhiều khán giả cho rằng Lan Ngọc chơi theo kiểu mua vui là chính, còn Thúy Ngân thì chơi bạo lực, bất chấp mọi thứ để giành chiến thắng. Thậm chí, có không ít khán giả còn so sánh thời lượng lên hình của Lan Ngọc và Thúy Ngân để chỉ trích nữ diễn viên cây táo nở hoa. Lan Ngọc đăng ảnh chụp cùng 3 thành viên khác nhưng netizen chỉ chú ý đến vị trí ngồi của Karis. Vậy giữa ồn ào bất đắc dĩ với Thúy Ngân thì Lan Ngọc làm gì? Thông qua fanpage chính thức, Lan Ngọc đăng bức ảnh chụp cùng 3 thành viên còn lại của Running Man Việt Nam là Trường Giang, Lan Ngọc và Liên Bình Phát. Khi đăng ảnh này, Lan Ngọc còn khéo léo gửi lời xin lỗi anh già Trường Giang vì khoảnh khắc chụp không được đẹp lắm. Cặp đôi công khai gọi nhau là vợ chồng luôn cơ đấy. Tuy nhiên, điều khiến khán giả quan tâm hơn cả là vị trí ngồi của Karis. Nếu nói đến mức độ thân thiết ở chương trình thì Trường Giang là người kề cận Lan Ngọc nhất. Karis và Lan Ngọc chỉ mới làm việc ở Running Man trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà khi phát sóng show, Lan Ngọc luôn được gắn ghép với Karis. Thậm chí, ở tập 5 và 6 ghi hình tại Hàn Quốc, Lan Ngọc Karis còn tự nhận nhau là vợ chồng, còn Trường Giang thì nhận vai làm chủ hôn cho hai ngôi sao. Chẳng lẽ nào thuyền tình của Karis, Lan Ngọc đã sẵn sàng căng buồm đón gió vương ra biển lớn rồi sao? Tập tiếp theo của Running Man Việt Nam 2021, chơi là chạy sẽ lên sóng vào tối Chủ nhật. Ngày 31 tháng 10 năm 2021, trên HTV7, Running Man Việt Nam 2021. Show thực tế 90 phút ngày 19 tháng 9 năm 2021, 20 giờ Chủ nhật, HTV7. Running Man Việt Nam 2021 là chương trình thực tế ăn khách được làm lại từ Running Man phiên bản Hàn Quốc. Chương trình mang tính giải trí cao, có sự kết hợp giữa các trò chơi vận động, thể lực, trí tuệ. Đạo diễn, Đông Tây Promotion. Diễn viên, Trường Giang, Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh, Dắt, Dung Phạm, Liên Bình Phát, Karis.